Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em kích thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời đầu tiên, cho phép em được chân thành cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh của em vào mua máy bên em. Và tiếp theo những video trước ha. Hôm nay em cũng vừa hoàn thành xong con máy 16D chuyên bộ binh đánh tổng hợp của anh Ly, khách hàng ở Đắk Lắk. Con máy này là chuyên bộ binh nha anh em. Bao anh em đánh được 1 đến 5 nước trở về ha. Máy này có chống chập ngược, chống kẹp ngược, chống chập vợt đầy đủ nha anh em. Có quạt tản nhiệt luôn nha anh em. Còn đây ha, đầu ra của con máy ha. Công tắc nè, một là yếu ha, hai là mạnh, mình làm hai cái mức cho anh em ha, đi mức nào thấy ưng ý cứ việc đi mức đó ha. Còn đây là cái chui cắm đầu ra nha anh em. Đây là đi theo máy mình có tặng cho anh cái chui ha, để anh về anh lắp cho điện vào đây là gắn cái chui này là anh đi ha. Đây 16D nha anh em. Ở miền Tây mình gọi là D ha, còn ở miền ngoài mình gọi là sò thang nha nè. Đi thêm máy ha, có dây kẹp đen này là trừ nha anh em, đỏ là cộng ha. Còn đây là cò bóp ha, dài 1,7 m hoặc 1,7 m tới 1,8 m nha nè. Rồi cũng không để làm mất thời gian của anh em ha, em xin test máy luôn nha. Máy có kẹp ngược đầy đủ nha anh em, đây kẹp thử kẹp ngược luôn nha. Kẹp ngược nha anh em, máy quạt không quay ha, bút cò máy không hoạt động nha anh em. Để mình đổi lại. Rồi đây ha, quạt đã hoạt động. Rồi bắt đầu em bóp cò ha, thử máy cho anh Ly, khách hàng ở Đắk Lắk. Con máy 16D đánh tổng hợp. Do anh em anh Ly á, muốn ăn cá rô phi với 10 con có thể ăn một hai con này kia thì muốn vui lòng bật lên mức 2 cho anh em, cho em nha. Giờ đây tiếng máy nha, kêu rất thanh nha anh em, rất trong nha. Anh em nào có ưu ái bên em á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Giờ anh em nào cũng muốn giao lưu bên em á, cứ liên lạc trực tiếp cho em ha, qua số điện thoại trên màn hình 086 3734 979 nha anh em, hoặc là kết bạn Zalo với em là 0359420412 ha. Ở phần mô tả em cũng có để nha anh em, chỗ phần tiêu đề á nó có cái mũi tên xéo, mũi tên nhỏ góc bên phải á, anh em bấm cái mũi tên xéo đó xuống là anh em thấy ha. Là dưới để có để dưới đó nha anh em. Một số anh em không biết, nhưng không biết bấm chỗ nào để xem số điện thoại này kia đó, ở chỗ tiêu đề nó có cái mũi tên xé xéo xuống nha anh em. Rồi đây ha, như là cái ví dụ đây là cái tiêu đề anh em ha, ví dụ đây là thông tin trả máy gì đó ha, còn ở phía góc bên đây nó có cái dấu chấm, xin lỗi, có cái mũi tên nhỏ nhỏ đây nè, anh em bấm bấm vào chỗ này là nó có cái ở dưới phần đó là phần mô tả dưới đây là có tên, có số điện thoại, số Zalo mình dưới đó ha. Những anh em nào nhiều khi không biết ha, bấm bấm vô cái lúc này nè, mũi tên nhỏ như nè, bấm vô đây là nó ở dưới có tên số điện thoại của em dưới đó, là anh em liên hệ với em được ha. Nhằm anh em xem kênh mà không biết số điện thoại nằm đâu nha anh em. Rồi em xin test bóng đèn luôn nha. Đối với máy cơ ha, anh em đi một hai cây vợt cũng được, hoặc là một chĩa một vợt, hoặc là hai chĩa được ha. Máy cơ là mình không cần cái mang tải, nó máy vẫn tiếng kêu nha anh em. Rồi còn riêng cái đồng điện tử đâu mà phải mang tải, máy cái phần công suất nó hoạt động với máy tiếng kêu mới tạo cho tiếng kêu được nha.
mất yếu nè, hay mất mạnh nha. Đó. Rồi anh em nào có quá bên em nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha, nhớ like và chia sẻ nha anh em, để mình có động lực phát triển kênh hơn nha anh em. Rồi anh em nào có quá bên em á, muốn giao lưu bên em thì cứ liên trực tiếp cho em, hoặc là anh em nào thích thì cứ để số điện thoại lại em liên lạc sao cũng được ha. Giờ em xin thử lửa cái con máy của anh Ly ha, máy 16D đánh tổng hợp cho anh Ly khách hàng ở Đắk Lắk. Anh bạn Tiến Ly nha, để khi nó trùng tên mình mà chính không thông tin ha, một số anh em sợ khi trùng tên á anh em liên hỏi là con máy tới chưa ha, khi anh tưởng con máy của mình á, tại em đã nói rõ thông tin cho anh thêm một phần hơi hơi rõ xíu nữa ha. Anh này là anh Bàn Tiến Ly nha. À, tên chắc không trùng nữa nha anh em, tên nguyên họ chắc không trùng nữa ha. Bàn Tiến Ly ha. Rồi, ở thôn Trích Trích Ba, xã Đà Ly Y Văn, huyện Leo gì đó, nhờ tỉnh Đắk Lắk ha. Nói chung là từ địa phương đó mình cũng không rành nhung không nha anh em. Nói chung là tỉnh Đắk Lắk ha, anh Bàn Tiến Ly nha. Rồi xin tên thử lửa lửa con máy của anh Bàn Tiến Ly. Bao anh em lửa xanh vàng luôn nha anh em. Rồi dính công dây luôn nè. Cháy gì mà dính dây luôn. Rồi lửa xanh vàng luôn nha anh Ly. Rồi nó cháy trong dây luôn rồi nó. Đây để em gấp ra. Rồi cái hoạt máy của anh Ly ha. À, lửa quá khủng anh ơi. Lửa xanh giờ luôn nha anh. Rồi nhớ anh em cái thủ xem lửa xanh này kia cũng biết hiểu con cá đánh ăn hiệu quả thế nào ha anh em. Nhìn anh em cái thủ khi nghe tiếng máy hoặc nghe thử lửa là anh em nó biết con máy nó hiệu quả hay không ha. Rồi cái chuôi này em thiếu ngã cho anh Ly ha. Đi về nếu có chuôi thì sử dụng, chưa có chuôi á anh kia sử dụng đây ha. Em góp đây là góp thêm phần điện đỏ cho anh em ha. Nhà số anh em chung mùa dịch này khi đi mua cũng khó khăn thì em khuyến mã cho anh em luôn. Lỡ có anh em, lỡ nếu có rồi thì nếu dư ra thì anh em để dành hoặc sử dụng hoặc vô cái thiết bị điện khác được ha. Chung là chuôi này nó đa năng mà. Rồi cái phần test hướng dẫn sử dụng đến anh Ly khách hàng ở Đắk Lắk, con máy 16D đánh tổng hợp đã xong ha. Tất cả các chức năng đều em đã test thử qua là tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường, và em cũng sẵn sàng đóng gói và ship đến anh nha anh Ly. Rồi anh em nào có quá bên em nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Và muốn giao lưu bên mình á, số điện thoại trên màn hình hoặc số phần mô tả em có hướng dẫn nãy nha anh em. Chỗ tiêu đề ha, chỗ tiêu đề nó có cái mũi tên nhỏ xuống, nên bấm vô đó là ở dưới đó là có thông tin địa chỉ bên em ha. Số điện thoại, số Zalo. Rồi anh em cứ bấm vào đó thì liên lạc được tiếp được em nha. Rồi cuối cùng anh cũng xin chào tạm biệt anh em. Chúc anh em một ngày mới vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Đặc biệt chúc anh em kết thủ vụ mùa bội thu. Em cũng chân thành cảm ơn những anh em đã ủng hộ em trong thời gian qua nha. Rồi xin chào anh em và xin hẹn gặp lại anh em sau những video tiếp theo.
những đơn hàng của anh em cố cố gắng tranh thủ làm sớm nhất có thể cho anh em nha. Rồi, vui lòng đợi em nha anh em. Chào anh em nha.